Rồi tiếp cái phần này lick là y gì? Y hai chấm. Pitch cũng phát âm là y mà nhìn mặt chữ nó làm các nguyên âm đôi. Nguyên âm đôi thì là ea ghép lại thì mà chúng ta phát âm là y thì sẽ là y hai chấm. Y hai chấm là y dài. Đấy, không những biết là y mà còn phải biết là y hai chấm. Để sau này nhớ cho cả cái phần khác biệt giữa y một chấm y hai chấm mình vẫn nhận ra. Được chưa? Và great phát âm là ea, đọc là et, great. Như vậy the difference pronunciation is number D, great. Well done. Come next, number 3 nào. Đây là phần gì? Cả cái này dòng này dài như thế nhưng chúng ta chỉ quan tâm mỗi cái câu này thôi. Primary stress là phần đánh trọng âm. Rồi, âm gì đây? Để ý cho cô quy tắc đánh trọng âm chuyên đề 1 nha. Ơ, viết vào, ơ không nhận trọng âm thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Ơ cao là từ có mấy âm tiết? Hai âm tiết, ơ và cao. Ơ không nhận trọng âm thì trọng âm rơi âm tiết thứ hai. Thì trọng âm các bạn đánh vào từ cao. Conserve, trọng âm rơi vào đâu đây? Khánh Ngọc. Đây là âm tiết thứ nhất. Thế đi, sao sao nữa? Rồi tiếp đi em, câu thứ hai, natural là tính từ, trọng âm rơi vào âm tiết thứ mấy? Đúng rồi, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Các bạn để ý cho cô đuôi AL. Đuôi AL không nhận trọng âm, đồng thời vì cái đuôi AL này cũng giúp mình nhận ra đây là tính từ. Tính từ thì sao quy tắc là gì? Theo quy tắc chung. Alo. Alo. Tính từ theo quy tắc chung thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Được chưa? Đúng không? Tiếp tục nè. Furniture trọng âm rơi vào đâu đây? Appliance, đôi CE. Đôi CE đúng không? Giống như đôi Y dài ATE, ISE, IZE. Trọng âm tính thứ 3 tổ cơ trở lên. Appliance thì trọng âm rơi vào đâu đây? Trúc Linh nào? Rơi vào âm tiết thứ hai. Rồi tại sao đây? Các bạn để ý cho cô nè. Đúng không? Ơ là không nhận trọng âm. Mà CE thì trọng âm tính thứ 3 từ cuối trở lên. Appliance thì đây chúng ta gọi là gì? Appliance. Thì chỗ này trọng tâm rơi vào âm tiết P. Âm tiết thứ hai là apply. Được chưa? Apply. Rơi vào âm apply. Furniture là danh từ, trọng âm rơi vào âm tiết thứ mấy? Thứ nhất. Như vậy các bạn có 3 nhất và 1 âm tiết thứ hai. Các bạn cho cô đáp án là C. Được chưa? Rồi, tiếp đi. Ai chọn đáp án khác? Đúng chưa? Em làm đúng như vậy không? Rồi, tiếp đi. Bây giờ câu 5. Các bạn gạch chân cho cô từ need correction. Đây là gì? Muốn chữa đúng thì phải tìm được lỗi sai đã thì mới chữa đúng. Trong đề thi các bạn chỉ việc khoanh thôi. Nhưng mà trong cái phần này thì các bạn làm sao? À, các bạn phải sửa, biết cách sửa đúng thì mình bài mình chắc chắn được. Nhưng còn đương nhiên trong thi thì người ta chỉ yêu cầu mình khoanh thì mình khoanh thôi. She asked me what? Câu này là câu gì? Các bạn nhìn đến đây là dấu chấm. Thì bản chất đó là câu gì? Câu tường thuật, đúng không? Câu tường thuật, câu kể. Thì bản chất nó phải là một câu khẳng định. Thế thì câu khẳng định mặc dù có từ what, nhưng mình có đảo đứt lên nữa không? Không, nhớ nhá. Đấy, lần trước cô nói rồi, bản chất của một câu gián tiếp là câu tường thuật chính là kể. Kể thì là khẳng định. Kể mà, thì nó chỉ là một câu kể là khẳng định thôi. Thì cho nên nó không bao giờ nó có câu hỏi đảo trợ từ lên. Còn cái từ để hỏi người ta vẫn giữ nguyên. Ví dụ như bình thường mình hỏi là where did you go? Thì khi chuyển sang gián tiếp mình hỏi là gì? She asked me where I went. Lùi thời, đổi chủ ngữ và đổi tân ngữ. Nhưng cái vị trí chủ vị là vẫn giữ nguyên theo câu cấu trúc của một câu kể là câu khẳng định chủ cộng vị. Chứ không đảo trợ từ lên. Cho nên đây nếu các bạn sửa lại thì các bạn sẽ là what gì? Happened. Đấy, đúng không? What happened last night là xong. Các bạn sửa ghi cả sửa vào nhá. Đấy, sửa phải biết sửa đúng thì mình mới làm được chuẩn. Tại sao sai? Đấy, rồi. It was unable to tell them thì cấu trúc quá khứ này người ta lùi thời này. What did they ask? Đều quá khứ đơn. Hợp lý về thời, có mỗi cái này sai thôi. Câu 6 sai đâu đây? The man who sung. Câu này có đúng không? Bằng sau who. Nếu như mà who này đúng vai trò là chủ ngữ thì không thể có sun được. Đúng không? Thì cái này phải không có trong câu. Nhưng vì cái này nó không gạch mà nó lại có cái từ sun trong câu. Thì chúng ta phải dùng tính từ sở hữu. Đúng không? Thì tính từ sở hữu này là con trai của ai thì phải dùng whose. Đúng không? Thì chỗ này các bạn ghi là gì?
chính là tính từ sở hữu thì phải cộng với một danh từ, thì danh từ trong cái bài này đó chính là sun, thì các bạn phải dùng là who sun, nhớ chưa? Đấy, cho nên để cô sẽ sửa thành who thành thành từ whose, vì nó mang nghĩa tính từ sở hữu. Mai người ta đi thi người ta từ name đúng không, the woman đúng không, xong rồi her name. Đấy thì chỗ này các bạn phải dùng là gì, her name, thì chỗ này mình phải biến thành whose name, mà cái người có tên là is Hoa, is my English teacher chẳng hạn. Đấy thì các bạn phải biến nó thành whose name, whose son, whose girl, whose daughter, whose house, ví dụ như thế. Là sau cái tính từ sở hữu này, cái gì của ai, bình thường mình có his, có hers, có ours, chuyển sang thành our friends, our house, hoặc là her house, hoặc là his house, thì đều phải có một danh từ cộng với tính từ sở hữu. Nhưng trong câu đây là gọi là câu có mệnh đề quan hệ, đặt đứng đầu sẽ là đại từ quan hệ, đại từ quan hệ là who thay trong người thì đúng rồi, nhưng vì đằng sau nó có là một cái sở hữu, là một cái danh từ nữa, thì các bạn phải dùng nó là thành đại từ sở hữu. Mà đại từ sở hữu trong tiếng Anh chỉ có duy nhất một cái từ thôi là whose, chứ nó không nhiều biến đổi như theo chủ ngữ là her, là his, là their đâu nhá. Rồi bây giờ tiếp theo câu 7 là sai đâu? Đâu ạ? Câu B hả? Đúng rồi. Cái này lắp sau lắp và động từ thì từ happy phải biến thành gì? Biến thành trạng từ đúng không? Chứ còn happy chỉ là tính từ thôi. Cái trạng từ của cô sẽ là thành gì? Happy gì ạ? Happily đúng không? Rồi ok. Được chưa ạ? Rồi. Tiếp sang bên này. Các bạn thì cần tìm the correct answer, tìm được câu trả lời đúng. Thực câu này bản chất là chúng ta đã nhìn thấy có câu đúng trước mặt chúng ta rồi. Nhưng vấn đề chúng ta làm sao biết được câu đúng? Chúng ta phải dựa theo các cấu trúc mà mình đã được học, lý thuyết, thời thì, cấu trúc, đúng không ạ? Bây giờ Nguyễn Du đương nhiên là một cái gì, một cái người làm nghề gì của Việt Nam mà nổi tiếng, thì trong cái này thì chỉ có mỗi nhà thơ thôi. Nên nhà thơ là gì? Poetic thì không chỉ người, poetry không được, poet mà là po gì? Poem, đúng không? Chọn chọn đáp án A, ghi vào là nhà thơ. Rồi câu 9 nào. Rồi sau because of, các bạn để ý người ta dùng because of game, thì sau because of là một cụm danh từ, ok. Và the grass is, y này các bạn phải dùng một gì? Một danh từ hoặc một tính từ đằng sau is, thì cái gì đó mà cô ấy nói là không thể quản lý được, phải là out gì? Out of control, đúng rồi, ghi công thức này vào. Cấu trúc là out of control. Câu nạ, câu 10, Nam wanted, thì wanted ở đây là quá khứ đơn. Wanted to know what time, thì đây chính là gì? Nam muốn biết, thì đây chính là dạng biến đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, và đây là dạng gián tiếp kể lại của một câu hỏi. Thì nó vẫn là một câu kể, và nó vẫn phải là khẳng định. Khẳng định thì không thể đảo đa lên được, bỏ đa, loại trừ câu sai, cũng không thể hỏi đứt lên được. Mà đương nhiên wanted thì tôi phải dùng hỏi cho quá khứ đơn, thì mình phải tìm chỗ nào vừa có chủ ngữ vừa có động từ mà lại ở quá khứ đơn. À, giữa A và B thì cái B này là begins, có S gì là trên hiện tại đơn là sai. Tôi đang đi tìm quá khứ đơn. Và câu B vừa chủ vừa vị mà lại có quá khứ đơn, đúng chưa? Nên tôi chọn câu B. Hai bạn có đúng được câu này không? Rồi tiếp đi, lần lượt chữa bài là Trúc Linh nào. Rồi Trúc Linh rồi đến Khánh Ngọc, có thế mà chữa nghe chưa? Need gì? Need gì? Rồi các bạn ghi cho cô cấu trúc này hay bị nhầm. Nếu như cấu trúc chủ động, tức là tôi cần cái gì, thì các bạn có cấu trúc need gì? Need gì ở Khánh Ngọc? Need to, với không? Đúng không? Ví dụ tôi cần quét nhà, tôi cần lau nhà, thì I need, đúng không? To clean my gì? My house. Nhưng mà bây giờ thay vì các bạn nói là tôi cần quét nhà, thì các bạn nói là cái nhà của tôi cần được quét, thì lúc đấy các bạn phải dùng bị động, là cái nhà nó không thể tự quét được, đúng không? Tôi thì có thể quét được quét nhà, nhưng mà cái nhà không thể quét được thì phải need verb in. Thì lúc này các bạn sẽ nói là gì? My gì các em? My house need gì? Verb in là need gì? Cleaning. Các bạn hiểu không ạ? Rồi như vậy dựa vào cái này thì em sẽ chọn cái gì đây? Trúc Linh. Rồi washing nhá. Các bạn nhớ để ý cô nhắc lại lần nữa này, khi đọc câu hỏi vì đây là online, B và D rất giống nhau, đỡ mất thời gian các bạn nói rõ. Em chọn D là washing nhá, để không bị nhầm sang cái khác cô không phải hỏi lại nữa. Em chọn D rồi nhưng D là gì thì phải nói rõ là washing. Như vậy chúng ta sẽ chọn washing đưa lên đây. Việc trong bài các bạn đừng có khoanh nhá.
Và cô nói luôn là khi các bạn làm bài đây là đang luyện kiến thức từ đề, chứ chưa phải đi thi. Đi thi lúc đấy các bạn phải đầy một bộ kiến thức rồi thì bạn chỉ khoanh. Nhưng đây là luyện, cho nên tất cả các cấu trúc cô ghi các bạn phải ghi vào. Thứ nhất, thứ hai là gì? Khi cô chọn đáp án nào thì các bạn phải ghi ngay đáp án lên phần chỗ trống này. Ví dụ trong cái tờ đề thi của các bạn in ra, các bạn ghi là need thế này, và need là need watching, để thứ nhất các bạn có cảm quan về mặt từ vựng, thứ hai là các bạn càng thêm nhớ về cấu trúc hơn. Đặc biệt không chỉ là khoanh a vèo cái ngoằng vèo cái bút vào trong cái phần đề đáp án là xong. Học như thế là học nhanh học ẩu, không có tác dụng gì nha. Nhớ cho cô, trong vở các bạn sẽ ghi là need watching như này đấy, và các bạn ghi bên cạnh ở đây cho cô là bị động. Thì khi mà xem lại các bạn hiểu a tại sao tôi chọn watching, tôi chọn bị động bởi vì ở đây dưới này cô ghi rõ đây rồi thì mình mới có thể theo dõi được bài. Có hiểu không ạ? Nha. Rồi tiếp đi câu 12 nào. Rồi, các bạn để ý cho cô ghi đầy đủ. She, đấy, gạch chân she là she là chủ ngữ, y là to be, như vậy đây là một câu đầy đủ. Đúng chưa? Như vậy một câu đầy đủ thì tôi chọn một cái liên từ mà đằng sau nó là một mệnh đề đầy đủ. Thì trong này có lý do. Because là một liên từ đầy đủ. And thì không nhất thiết, đúng không? Ví dụ tôi, I like swimming and shopping chẳng hạn, thì đều cả hai cái and. But thì cũng nối ra hai mệnh đề mà lại không cùng nghĩa. Vì cái này là gì? Lara đã nghỉ, đã nằm ở giường một vài ngày bởi vì cô ốm. Thì lý do nằm ở giường một vài ngày thì là phải bởi vì ozone là không hợp với nghĩa. Cho nên ba cái này là không đúng. Phải tìm ra lỗi sai của ba cái thì mình mới chọn ra cái đúng. Thì mình của mình mới chắc chắn. Chứ đừng khoanh vèo cái xong đã nhảy xuống câu dưới. Vì chúng ta không thể biết được câu nào chúng ta chọn sai cả. Nên mỗi một câu chúng ta đều phải cẩn thận như nhau. Và chúng ta ghi lên này cho cô không ghi trong vở các bạn bắt buộc phải ghi nhá. Ghi hẳn lên đây là because she was sick. Thì khi nhìn vào bài thi các bạn mới đọc, nhìn vào đề luyện thi các bạn mới đọc luôn là à because she is sick, các bạn nhớ được bài lâu. Tiếp 13 nào, next. Quickly, quickly. Mở sẵn mic đi, tất cả hai bạn mở hết mic lên. Thay phiên nhau mà chữ bài. Because the road làm sao? Đáp án mấy xong mới đọc đáp án chứ? Chọn đáp án A is being repented. Đây là câu gì? Bị động, đúng chưa? Bởi vì em nhìn thấy chúng ta rất là phải nhanh nhạy. Khi đưa because lên mà có chủ ngữ là road, cái đường này không thể nào tự nó sửa được đường. Cho nên bắt buộc các bạn phải nhớ ngay kiến thức về câu bị động. Mà câu bị động có động tức chung là chủ ngữ cộng to be, rồi mới cộng đến động từ phân thứ hai. Và ở đây các bạn lại phải suy ra câu bị động của thì gì? Của thì hiện tại tiếp diễn. Bởi vì gì? Ngay lúc này tôi không thể đi thì cái con đường này nó phải đang làm gì? Nó đang sửa thì tôi ngay lúc này tôi mới không thể đi. Chứ nó không thể là quá khứ đơn được. Cho nên khi mà các bạn nhìn thấy có quá khứ ở đây là các bạn phải gạch. Quá khứ là gạch đã, đúng không? Để loại trừ đã. À, để không bị trong lúc lúng túng, lúc bài thi nó tâm lý, lúc nhớ lúc quên thì mình phải suy luận đúng như này. Đã là bị động hiện tại tiếp diễn thì nó chỉ là hiện tại tiếp diễn, thì các bạn xây dựng công thức hiện tại tiếp diễn là chủ ngữ phải to be, xong mới đến gì? À, tiếp diễn phải có in là being, thấy chưa? Đấy. Đến đây chúng ta mới có được công thức của hiện tại tiếp diễn là to be being, à là công thức của bị động. Bị động của tiếp diễn thì tiếp diễn bản chất là phải to be cộng verb in thì mình có to be being, nhưng nó chưa mang tính chất bị động. Bị động phải tiêu là cái thể hiện của bị động trong tiếng Anh là phân từ hai. Cho nên chúng ta mới có công thức đầy đủ của câu tiếp diễn là chủ ngữ being cộng phân từ hai. Vậy sao ở đây chúng ta chọn thôi. Is being phân từ hai repaired. Nên chúng ta chọn đáp án A. Is correct. Well done. Come next 14 nè. Rồi, 14 là đáp án gì? C. C là gì? Nọc lên. Name of. Không được. Bạn khác có đáp án khác không ạ? Name nhá, đặt tên theo tên một nhà nhà CL là nhà nhà may đến từ Genoa này. Như vậy là chất liệu mà coi như là quần ấy, mà quần jean thì rõ ràng được đặt theo tên ai thì có name after. Cho nên là ghi vào nhá. Ghi công thức vào, không phải học một lần nhớ xong ghi hẳn lên trên này. Là after cô không ghi đâu bởi vì sau này đề này cô còn chữa cho nhiều lớp. Nên cô ghi sau này cô phải xóa đi rất là lâu. Nên việc các bạn là phải ghi lên như cô ghi mẫu một lần đây này. Nhớ chưa? Khánh Ngọc với Trúc Linh có hiểu cách không? Chứ không phải khoanh vèo cái vào B là xong đấy nha. Khoanh B này thì các bạn không nhớ là after là dùng trong câu nào đâu. Mà các bạn ghi hẳn lên đây và các bạn bôi vàng cho cô như là name after như này trong câu, trong phần đề thi của các bạn. Vì đây là các bạn đang luyện. Khánh Ngọc, Trúc Linh hiểu chưa? Thì mới nhớ được đề thi nhá.
Trước nay cô sửa là name after, các bạn không ghi và các bạn chỉ khoanh vèo cái từ C các bạn đang làm sai, các bạn khoanh vèo cái thành B, sau này các bạn không thể nhớ được. Nếu các bạn học ẩu như thế thì không bao giờ lên được điểm. Học cẩn thận vào name after, đặt theo tên ai đó. Chưa, câu 15 next nào. Bên này có câu điều kiện là if, gạch chân bôi đỏ là if đi đã. Nhớ là phải in ra trước khi vào đề vào trong ngồi trong Zoom đấy nhá. Thánh Ngọc với Trúc Linh. Tiếp đi. Đây là câu điều kiện mấy? Điều kiện loại 2 ạ. Rồi là điều kiện không thật ở hiện tại. Rồi, Thánh Ngọc đọc lại cho cô điều kiện không thật ở hiện tại. Là điều kiện 2 có công thức như nào? Rồi, vẽ if. Đúng rồi, nhớ nha. Câu điều kiện 2, điều kiện không thật ở hiện tại thì vẽ if các bạn chia quá khứ đơn. Đấy, và vẽ if đứng đầu. Khi if đứng đầu được gọi là mệnh đề phụ thì phải có dấu phẩy ngăn cách với mệnh đề chính. Chỉ khi if đứng đầu thôi nhá. Còn if mà đứng sau mệnh đề chính thì không cần đâu nhá. Rồi, như vậy là gì? Vẽ if mệnh đề chính tôi có dấu phẩy. Và về thứ hai tôi chọn good v, v không. Rồi, ghi vào công thức vào. Thì ở đây các bạn sẽ mỗi một bài thi kể cô ơi công thức này em biết rồi, em thuộc rồi, vẫn phải ghi như thường, vẫn phải ghi vào đề. Mỗi một câu người ta dùng động chạm đến cấu trúc nào thì mình ghi cấu trúc đấy ra. Mục đích để làm gì? Để nhớ nhiều, nhớ lâu, nhớ sâu, chứ không phải chỉ nhớ một lần. Nhớ chưa? Đây này, thì khi mà các bạn nhìn vào đây, các bạn thấy đây là một loạt vàng xanh đây, thì đều là những cái lưu ý. Thì các bạn cứ tất cả những cái đề in ra rồi, sau này các bạn mở đi mở lại cái đề đấy, các bạn nhìn qua mỗi một đề các bạn cũng có thể thuộc được cấu trúc lại. Đấy là cách các bạn ôn. Như vậy khi ở đấy còn có good về không thì các bạn chọn good leave là xong. Đấy, ghi vào nhá. Mỗi một câu nó đều là một cấu trúc cả, nó sẽ không phải tự nhiên chúng ta làm được bài đâu, nó phải dựa vào công thức cấu trúc chuẩn của nó. Rồi, it was cái gì đó mà có giác. Được chưa? Cấu trúc nào đi với giác mà đây là một quyển sách hay mà anh ấy không thể dừng đọc. Cấu trúc nào đây? Thánh Ngọc. Đúng rồi. Đấy, nhân có cái cấu trúc này nên chúng ta sẽ ôn lại cấu trúc sâu và sát. Đấy là cấu trúc sâu và sát. Thế có chủ ngữ cộng gì? To be. Đúng không? Nếu mà sau to be mà các bạn dùng sâu thì chỉ có sâu tính từ luôn. Adjective that. Sau that là một mệnh đề đầy đủ. Mệnh đề đầy đủ có nghĩa là gì? Một câu đơn ấy, có đầy đủ chủ vị được gọi là một mệnh đề. Thì đây có nghĩa là đến nỗi mà. Đúng không? Đến nỗi mà cô đẹp, đến nỗi mà ai cũng thích thì phải she trong to be là is so beautiful that everyone like her. Everyone nhớ nhé, là đại từ bất định. Đại từ bất định chỉ người không rõ ai, giống như everyone, everybody, no one, nobody. Thì các bạn phải chia tất cả đều là gì? Chia v không à, chia vs, chia số ít nhá. Nếu là to be thì chia y, mà động từ thì chia là vs. Thế là everyone like. Thì like này phải có S gì? Likes her. À, cô đẹp đến nỗi mà ai cũng phải thích cô ấy. Thế nào? Thế lấy cái bút ta, ghi lại công thức đầy đủ vào. Online là các bạn phải có tinh thần tự học cao, ghi chép thật đầy đủ vào. Giáo viên viết một, mình cũng phải viết một. Vì mình là người đi học, chứ không phải cô là người đi học. Mà cô còn chịu khó viết cho mình như thế, thì chẳng lẽ mình lại không viết được. Lười thì tốt nhất là không học. Bạn đã học thì phải chăng. Ghi ví dụ vào. Mà nhớ vì đề thi nào không sâu thì sát, không chu thì inapt, đều là cấu trúc liên quan đến phần viết lại câu. Đấy, đi thi học sinh chuyên người ta còn cho viết lại câu, tức là tự các bạn phải viết lại câu. Còn đây là các bạn dễ quá rồi, trong câu nó có đáp án đúng rồi, bạn chỉ được nhận diện ra đáp án đúng rồi mà không tìm được nữa thì thôi. Chủ ngữ nếu mà các bạn sau to be nó là sát thì chỗ này các bạn phải dùng một cụm danh tính từ là có ơ ân. Nếu mà đếm được một, ví dụ một chiếc bút đẹp thì các bạn dùng a nice pens. Một quyển sách hay thì là an interesting book. Một bộ phim hay là, tại vì nó đếm được một bộ, hai bộ, ba bộ. Cái con chip bên cạnh có ơ ân là mạo từ ở đầu. Thì bạn dùng adjective. Được chưa? Rồi mới đến now. Sau đó mới cộng bên gì? Là sau đó mới đến that. Sau that mới đến một mệnh đề đầy đủ như trên. Như vậy hai cấu trúc này y như nhau. Đúng không? Không khác gì nhau. Đều là đến nỗi mà. Nhưng một cấu trúc thì các bạn dùng gì? Sâu thì các bạn đi với tính từ. Và các bạn dùng sharp thì đi với cụm danh từ thế thôi. Đấy, và hai câu này có thể viết lại được cho nhau nhé. Đấy, tức là cấu trúc như nhau. Anh thích nói là sắc cũng được, anh thích nói là sâu cũng được, nhưng anh dùng đúng cấu trúc cho tôi là được. Đấy, ví dụ cô nói câu này, she is, vẫn là cô gái đẹp, thì she is sharp,
xong mới đến tính từ, tại vì cô gái đẹp vẫn đếm được. Còn đương nhiên các bạn dùng với lại các cái danh từ không đếm được như nước, chất lỏng, thời gian thì các bạn bỏ ơ đi là xong. Ví dụ như là nước nóng đến nỗi mà tôi không thể uống được thì nước làm gì mà đếm được, các bạn chỉ nói là gì, the it is, đúng không, it is, thì nó cùng là chủ ngữ với lại cái danh từ này thì các bạn không cần phải nhắc lại là the water nữa, các bạn chỉ nói it is là chủ ngữ dạng, đúng không, it is sharp hot water thôi, chứ không cần phải ơ hot water nữa, nếu có ơ thì là sai. Đấy, nhưng các bạn lưu ý ngày mai đi thi người ta lại cho từ hot water thì đừng dùng ơ ân gì nữa, nhớ chưa, lại chọn cái câu không có ơ ân, beautiful. Đấy, beautiful girl that everyone likes her, nhớ everyone này chia vs nha, mà mai người ta dùng không phải everyone mà everybody, thế no one nobody thế đều là đại từ bất định thì đều chia ở động từ v gì thôi, vs to be thì là is. Đấy, những cái gì cô đang nói đều rất là quan trọng, chưa biết thì ghi vào, mà biết rồi vẫn phải ghi lại, ghi kỹ vào những gì cô đang nói, chứ mà cô biết mình mới biết đâu nhá. Việc của mình học là cứ bất cái gì cô nói mà cô nhắc lại nhiều là phải ghi, nhắc lại hai lần là phải ghi, mà nhắc lại ngoài bài giảng cũng là ghi. Đấy là một ý thức tự học. Rồi như vậy đây các bạn thấy có ân đúng công thức của cô, ơ ân đây rồi, adjective là tính từ, interesting, book là danh từ đây rồi, thì đương nhiên các bạn phải chọn sharp. Học chắc câu nào chắc câu đấy, nó không lơ mơ mơ hồ. Rồi chọn sharp được chưa. Rồi câu 17 liên quan câu ước nào, bạn tiếp theo đi. Chọn đáp án gì đã nào, nói to lên. Em chọn A là no hay chọn B là will know? Câu ước mà có now thì cái này là bị nhầm sang câu điều kiện rồi nhá. Đã ước thì nó phải không thật thì người ta mới ước, chứ nếu mà có thật rồi thì không bao giờ người ta có ước cả. Cho nên câu ước nó chỉ phân ra làm ba loại câu ước, không bao gồm ở hiện tại, mang nghĩa tương lai. Cái câu if ấy thì nó còn có là if câu điều kiện, một là điều kiện có thật ở hiện tại mang nghĩa tương lai thì về if cộng với chi hiện tại đơn. Nhưng đối với câu ước, các bạn nhớ cho cô là không có hiện tại đơn, không có cái gì có hiện tại đơn, nhớ nhá. Bây giờ ước gì, ước ở hiện tại thì có nghĩa là gì ạ, là người ta phải ở hiện tại, có nghĩa là người ta phải ước không thật ở hiện tại. Ghi đi cái này, nói như vậy là không nắm được, mà chưa nắm được cái phần ước, nó bị nhầm sang phần if đây này. Ước không thật ở hiện tại thì chia như nào, hồi trước cô cho ôn một lần rồi đây, có đề có rồi đây. I wish thì cái vế có wish này các bạn phải chia quá khứ đơn, bắt đầu từ wish, wish này chia hiện tại đơn nhá, tại vì bây giờ tôi mới ước. Nhưng tôi ước cái việc mà đã xảy ra rồi thì rõ ràng tôi phải là phải ngược lại với hiện tại, không thật ở hiện tại mà. Thì có nghĩa là có thật ở hiện tại, không là ngược với hiện tại. Ngược với hiện tại thì các bạn biết rồi, nếu bạn suy ra theo logic ngược hiện tại thì nó phải chia là thành quá khứ đơn để thành ngược với hiện tại, được chưa? Wish ngược với hiện tại, hiểu chưa? Tiếp này, ước không thật ở quá khứ thì rõ ràng cô phải chia gì? Ngược với quá khứ thì phải lùi lại một thời. Các bạn phải tập trung nghe cái này cho cô. Ước không thật ở quá khứ thì sao, nghĩa là bản chất nó phải ngược so với quá khứ. Quá khứ là cô thi trượt, bây giờ cô ước là cô ấy học tiếng Anh sớm hơn, học chăm hơn, đúng không? Để không thi trượt thì đấy là ước. Nhưng mà thực tế khi ước câu đấy là gì? Người ta đã thi trượt rồi, bây giờ còn ước thì đấy là ước không thật ở quá khứ. Còn không thật ở hiện tại, hiện tại tôi không phải là con chim, nhưng tôi vẫn cứ ước tôi là con chim để tôi có thể bay được cơ. Thế người có mọc ra cánh đâu mà thành chim mà bay, thế mới là không thật ở hiện tại, đúng không? Nếu không thật ở quá khứ thì tôi chỉ ước wish vẫn là hiện tại nhé. Bây giờ tôi ước mà, nhưng cái vế sau đấy thì các bạn phải chia quá khứ hoàn thành. Đấy, công thức của quá khứ hoàn thành là gì? Là have, đúng không? Cộng động từ phân từ 2. Được chưa? Và tiếp, các bạn còn một cái ước này nữa, ước ở tương lai. Tương lai thì không có chữ không thật, bởi vì tương lai đã xảy ra đâu mà thật mới không, đúng không? Thì tôi chỉ viết là gì, các bạn để ý ước tương lai thì các bạn sẽ là chủ ngữ gượng wish và biến cái will thành good là xong. Như vậy các bạn nhìn toàn bộ cái câu này của cô không hề có cái gì là hiện tại ở đây, đúng không Trúc Linh? Đúng không? Rồi thế bây giờ chọn lại, em chọn cái gì nào, nói nhanh đáp án gì, nói to lên, chả nghe gì vậy, nói to lên nhá, khi cô trả lời nói to lên, nói sát màn hình vào,
là new, được chưa? Là câu quá khứ đơn của new. Bây giờ nhá, các bạn ghi kỹ lại cho cô, mỗi cái này cô sẽ lấy chọn một ví dụ này, ghi vào vở thật kỹ này. Cô lấy ví dụ cho câu ước không thật hiện tại. À, nếu tớ là con chim thì tớ sẽ bay lên bầu trời bao la. Người có biến thành chim được không? Không. Thì mình sẽ nói là I wish. Đúng không? Đấy, I wish. Đấy, hoặc là I wish I were you. Tôi ước tôi là bạn. Thì bao giờ tôi là bạn được không? Không. Nhưng để ý cho cô nhé. Trong câu ước và câu điều kiện thì chủ ngữ she, it, I thì đều đi với động từ were. Nhá, chứ không dùng là were, she như bình thường bạn chia quá khứ đơn. Nhớ chưa? Người ta quy định như thế nó mang tính chất là formal hơn, trang trọng lịch sự hơn. Tôi ước tôi là bạn. Cái thực tế ngược hiện tại có giờ mình mà trở thành bạn đến đâu, tôi là tôi, bạn là bạn chứ. Nhưng thường là gì? À, người ta ước như thế thôi. Ta ước như thế thôi. Kiểu như tôi ước là tôi có tiền nhưng thực tế tôi không có tiền. Tôi ước là bây giờ tôi đang đi du lịch nhưng thực tế tôi đang ở nhà ôn thi. Đấy, thế còn ước không thật ở quá khứ thì nói thế nào? Đấy, she wish, đúng không? She had. Cô ấy cũng ước cô đã đỗ kỳ thi rồi. Đấy. The last exam. Cô ước gì cô đã đỗ cái kỳ thi vừa qua. Nhưng thực tế khi ước câu này cô đã đỗ chưa? Chưa, trượt rồi, đúng không? Đấy, ghi vào. Tương lai, ước tương lai biến will thành good thôi, đúng không? I wish I would be a millionaire. Tôi ước gì tôi trở thành tỷ phú trong tương lai, được chưa? Đấy, thì là would be. Hai bạn hiểu cái phần này chưa nào? Nhớ nha, khi gặp câu ước một cái phải nhớ ngay đến kiến thức công thức đã rồi mới chọn. Ước cái gì nó có từ now đấy là để đánh lừa mình đấy. Nên rất nhiều bạn bị lừa là thế. Đấy, nó đánh lừa để học sinh không chắc chắn một cái là chọn lung tung ngay. Có từ now bắt đầu đâm đầu vào chọn hiện tại. Nhưng bạn phải hiểu là bản chất của câu ước là nó không thật. Không thật thì mình mới ước. Chứ đã không thật thì không bao giờ có hiện tại và hiện tại đơn cả. Đúng không? Ước không thật ở hiện tại thì nó phải là quá khứ. Mà ước không thật ở quá khứ đó là quá khứ đơn. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Susan is very, very gì? Câu này dễ rồi. Sau cấu trúc to be gì đây? Đấy, sau to be có dùng tính từ gì mà có chữ of? Đấy, cẩn thận nhầm sang interested nha. Nhiều bạn không nhìn thấy chữ of, phải interested in. Nhưng to be gì đi với of nào? Đúng rồi, nhớ là fan of nha. Đấy, chúng ta gọi keen này, born này. Tất cả cái này đều mang nghĩa là thích, các bạn thấy không? Nhưng giới từ nó khác nhau nên tranh thủ mình ôn lại cho cô. Đúng không? Tranh thủ các bạn ôn lại cho cô cấu trúc của gì ạ? To be in front of, to be interested in. Rồi, các bạn có cấu trúc của to be front of là như nào đây? Sẽ ghi cấu trúc ra. Rồi, cái này các bạn ghi như nào đây các em? Các bạn có cấu trúc. Ở đây là các bạn ghi hẳn cấu trúc ra là Susan is very, đúng không? Chấm chấm. Telling other people what to do. Tức là gì? Susan rất là quan tâm đến những cái gì người ta nói, mọi người nói. Đúng không? Rồi như vậy ở đây các bạn thấy có cấu trúc to be rồi. Các bạn làm một loạt các cấu trúc đi, đều là thích. Nhưng to be fun thì đi với ở là thích, đúng không? Còn to be gì nữa? To be interested thì đi với giới từ in. Interested in. Được chưa? Rồi, to be keen thì đi với giới từ gì? To be keen on. Nhớ nhá, thì đi với giới từ on. Bored thì phải là to be gì? Bored thì đi với là with. I'm bored with. À, tôi chán ngấy cái gì đó. Như vậy là cùng là cấu trúc thích. Nhưng mà các bạn có gì ạ? To be keen on, to be fun of, to be bored with. Đấy chứ, I'm bored with. Đấy, và bằng. Đấy, to be interested in, nhưng bored là buồn chán. Còn ba cái này thì đều là thích. Các bạn nhớ chưa? Đấy, thì bây giờ mình sẽ chọn thì mình nhìn thấy này, of thì đi với lại fun. Fun of, thấy chưa? Interested thì đi với từ in. To be keen thì đi với từ on. Đấy, cho nên các bạn phải đọc kỹ cả câu. Mình thấy là à, Susan is very, very gì đây? Very to be keen on, to be interested of. Còn đây là to be on fun of. Thì các bạn chọn fun of. Rồi, các bạn ghi vào đây cấu trúc là fun of. Ok, rồi tiếp đi ạ. Tiếp theo đi em. Vâng.
Ok. Rồi tiếp đi, các bạn nghe cô nói không ạ? Được chưa? Xong câu này chưa? Rồi bây sang phần the most suitable response nào. Nhớ nhé, phải ghi vào nhé, Trúc Linh với lại Khánh Ngọc nhé. Ghi vào chưa? To be fond of, to be interested in, to be keen on. Đúng không? Nhớ, để mà khi mà mình nhìn vào cái giới từ, hoặc mai người ta đã không cho giới từ, người ta từ fun thì mình thì điền of. Người ta cho to be interested thì mình điền giới từ in, thì to be keen on. Thì mình chọn gì? Chọn là to be keen on. Thì mình sẽ chọn là giới từ on, to be keen thì mình chọn điền thêm on vào. Được chưa? Rồi, và đặc biệt ba cái từ thích này nó còn sau đấy là cộng với động từ gì? Bắt buộc phải nói là verb in. Đấy, đi nói về cái sở thích quan tâm và bằng với cái từ like và bằng với love. Đấy, sau đó cũng cộng với lại verb in. Rồi, như vậy mình sẽ có câu này là gì? Susan is very fond of, verb in là fond of telling other people what to do. Ok? Sao cái gì cứ cạch cạch thế nhỉ? Nhà bạn nào hay là tiếng bên của cô nó cứ cạch cạch ấy nhỉ? Cô nghe rõ tiếng chưa? Rồi tiếp nha. The most suitable response này các bạn có là gì? Mary and Jones are talking on the phone. Được chưa? Hai bạn này đang nói chuyện với nhau trên điện thoại. I passed. Pass là vượt qua the driving test yesterday. Mình đã vượt qua cái kỳ nghỉ ngày hôm qua rồi. Thì bạn này sẽ phải là gì? Bạn nào là gì nào? Congratulations. Được chưa? Câu 20. Các bạn còn nghe tiếng cô không đấy ạ? Nghe rõ không? Để về chắc cho mình các bạn đấy. Rồi, would you like some more chicken? Bạn có thích thêm gà không? À không, mình no rồi. Về no gì thôi. No thanks. Câu này hai câu này dễ quá nhỉ? Trong đề thi sẽ có nhiều câu nó khó hơn để cho mình lựa chọn phân tâm hơn. Rồi, bên này để ý cho cô gạch chân từ closest. Closest meaning, gần nghĩa nhất đối với từ gì? À, I was getting late, mình bị muộn đây, đang muộn này, cong nít lên đây, đúng không? Vậy thì vì vậy chúng mình phải nhanh lên, đúng không? Và chạy ra khỏi nhà cùng nhau, nhanh nhẹn lên. Thì nhanh nhẹn này, cần nghĩa với từ nhanh nhẹn phải là gì? Quickly, chứ không thể nào mà leisure là kiểu thoải mái đi, joyful, mostly đi không được, các bạn chọn quickly. Câu tiếp theo, give up là từ bỏ, ghi vào đi ạ. Sau give up các bạn dùng với động từ verb in nhá, ghi ra nhá, give up. Ghi lại công thức cấu trúc vào là từ bỏ cái gì? Đây là bỏ thuốc. Được chưa? Từ bỏ cái việc hút thuốc. Thì bây giờ từ bỏ vẫn là đồng nghĩa, thỉnh thoảng các bạn phải nhìn lại cái đầu bài một tí. Tại vì cái đồng nghĩa với lại cái ngược nghĩa này đánh lừa nhau lắm. Nhiều khi mình cứ tưởng là đồng nghĩa, gọn nghĩa có khi đề bài người ta đang cho ngược nghĩa chẳng hạn. Nó phải nhìn kỹ lại đề bài. Đồng nghĩa thì từ bỏ với đồng nghĩa thì là gì? Stop. Sau stop cũng cùng với động từ verb in. Nhớ chưa? Hãy ghi vào cho cô stop bằng give up. Ghi luôn như này, ghi đi rồi ghi lại để mình không bị làm sao nhầm kiến thức, nhầm cấu trúc cực kỳ nguy hiểm. Nhầm rồi thì mất điểm, mà điểm thi rồi thì có làm lại được đâu, đúng không? Đấy, cho nên làm sao phải làm kỹ cẩn thận. Mà đã làm rồi, lúc các bạn soát lại các bạn có ít thì tìm ra lỗi sai lắm. Ngay lúc suy luận là phải tìm ra ngay. Rồi sang bài tiếp theo, nghĩa ngược nghĩa opposite. Ngược nghĩa abundant là gì các em? Dư thừa. Ngược nghĩa với nó phải là gì? Ngược nghĩa với là gì? Thiếu hụt là một âm văn đòn là nhiều. Đúng không? Nó bằng với từ last quality này, dư thừa nhiều. Thì đương nhiên ngược với nó là small quality là số lượng ít. Ghi vào nhá. Các bạn ghi dấu ví dụ như thế này là đấy, xong bạn, các bạn ghi bên cạnh. Thế các bạn ghi cái từ abandon này vào thì tự nhiên theo này mỗi một đề các bạn chỉ cần dở lại đề ra là các bạn ôn được bao nhiêu kiến thức. Đấy, chứ còn các bạn cứ ghi vớ vớ vẩn vẩn này, ghi chỉ để khoanh vèo cái chữ C, sau này các bạn nhìn đề các bạn nhìn như là một cái gì đó trống tông, trống rỗng, không có kiến thức gì trong cái đề đấy để mà học cả. Ví dụ như này các bạn phải ghi ra là cái này tôi ngược nghĩa với cái này, biểu tượng là hai mũi tên ngược nhau đây, thì sau này nhìn vào các bạn có cách bạn ôn luôn, được chưa? Rồi tiếp theo vẫn là cái gì, phần opposite, nghĩa ngược nghĩa generous, rất là hào phóng, rất là tử tế, rất là tốt bụng. Thì chỗ này kind thì đương nhiên là cùng nghĩa rồi, cùng là tích cực rồi, hospitable cũng là thế rồi, đúng không? Honest là chân thành cũng thế rồi, là cũng là tích cực rồi. Còn ngược nghĩa với generous phải là mang cái tiêu cực, là keo kiệt. Ngược nghĩa với hào phóng là keo kiệt, thế mình ghi vào, đúng không? Đối với từ generous này mình cho hai mũi tên. Rồi, được chưa?
Hai bạn đấy phần này hiểu được không ạ? Có hỏi gì cô không đây? Theo kịp bài không các em? Có theo kịp bài không? Rồi câu tiếp theo các bạn có gì đây? Lewis, đúng không? Lewis Strauss Jean Immigration là một người di cư đến từ nước Đức, đúng không? Arrive, đúng không? Anh ấy đến bao nhiêu đây? Đến đâu đây? Anh ấy đến San Francisco vào năm gì? 1850. California was in the middle là một cái miền đảo trung, miền trung của Gold Rush. Thousands of men, hàng nghìn người, đúng không? Người nghìn người đang gì? Đến California to dig để đào gì đây các em? Dig for gold là đào vàng. Được chưa? Dig for gold là đào vàng. And một cái ông Lewis này cũng là một người đàn ông trẻ tuổi đi đào vàng. Came to sell carbon to this gold miner, cũng đã đến để bán, đúng không? Đấy, bán cái này cho những cái người thợ đào vàng. Và canvas is heavy brick, tức là gì? Canvas nó giống như là một cái dạng như là một cái quần đấy, một cái đồ để làm bảo lao động, và nó là một cái chất liệu, một vải dày, đúng không? Phẩy một cái đấy mà ông Lewis này nghĩ rằng thợ sẽ sử dụng cái chất liệu này để cho cái vải này cho làm cái dù, làm cái kiểu như là then này, như kiểu cái lều, đúng không? Như vậy các bạn để ý cho cô cái dấu phẩy này này. Đấy, sau dấu phẩy này mà lại đến ông Lewis này luôn, thì đương nhiên là nó phải có một cái liên từ để nối giữa hai cái câu đơn này. Canvas is heavy graphic là đã là một câu đầy đủ. Phẩy một cái thì rõ ràng chỗ này tôi phải có một cái liên từ để nối, thì đằng sau nó là cũng từ chủ ngữ là Lewis này rồi, đúng không? Xong rồi đến gì? Đến toss cũng là động từ rồi, đúng không? Cho nên là liên từ ở đây các sẽ dùng là gì? Là một chất liệu vải dày, và vì vậy hay là bởi vì hay là mặc dù hay em. Đấy, các bạn chọn đáp án gì ạ? Các chọn what nha. Như đầy đủ vào what to do, what the miner needs. Bây giờ đọc tiếp đoạn sau. Và chọn đáp án đúng đi, correct answer đi. Cái này làm bài ở nhà chưa ạ? Các bạn làm chưa? Gửi đáp án của xem nào. Xong bài này rồi, đúng không? Nói về cái sự gì? Việc sử dụng TV trong trường học, đúng không? Đấy, giáo viên thì không quan tâm bởi vì second, firstly, secondly, lastly, rồi sau đó là gì? Trẻ em thì ít khi đọc sách, đọc báo, mà thay vào đó chỉ đọc xem TV thôi. Bài này chủ yếu nói về gì đây? Vấn đề sử dụng TV trong trường học. Đáp án A is correct. The use of television at school. Câu 30 là when TV first appear, đúng không? Lần đầu tiên TV xuất hiện thì những người chuyên gia giáo dục tin làm sao? Đây chúng ta đọc lại cái đoạn này đây. Đấy, believe, đúng không? Educational specialist believe that it's very useful in teaching and learning. Câu này liên quan đến bài đọc hiểu đây. Được chưa? Mình bôi xanh vào, sau đó mình đọc ở bên này. Chỗ nào ý đấy? Không đánh giá cao, có không đánh giá cao không? Họ đánh giá rất cao. Họ tin là nó sẽ gì? Tốt cho trường học, đúng không? Đấy, tôi chọn câu đáp án number B. Bên này là không đánh giá cao. Not correct. Bên này là gì ạ? Cấm trẻ em xem thì cũng không bao giờ cấm cả. Được chưa? Rồi, ok, well done. According to the test, theo những cái bài đọc hiểu đó thì TV làm sao đây? Hasn't been used, không được sử dụng thì không đúng, người ta ít khi seldom thôi, chứ không phải không thể, đúng không? Has been used especially in classroom, đã được sử dụng hiệu quả, không phải, rất ít khi và chưa được sử dụng hiệu quả. Như vậy câu C và D các em chọn gì nào? Câu C và D chọn gì đây các em? Đúng không? Ta đã chưa explain. Đấy, làm xong bài đọc hiểu rồi, các bạn chuyển xuống cái bài này cho cô. Đó là phần bài. Rồi, chọn cái phần closest meaning, tức là viết lại câu sao cho dễ, không đổi cũng thế. Những cái bài thực tế nó còn dễ hơn là bởi vì người ta đã cho câu đúng ở dưới rồi. Việc các bạn là tìm ra câu đúng thôi. Bằng cách là gì? Nhớ nhá, không được đọc một cái câu đề xong rồi chọn luôn ABCD ở dưới đâu. Mà đọc câu đề xong, bạn hình dung trong đầu mình cái kiến thức mình cần đưa về đã. Ví dụ đọc câu này nó có hai dâu bên cạnh, thì đó là câu trực tiếp. Thì đương nhiên các bạn phải nhớ ngay về là đổi về sang câu gián tiếp trước khi nhìn vào đáp án nhé. Còn đương nhiên chữ nó vẫn hiện ra trước mặt các bạn, nhưng bạn đừng đọc sâu vào từng câu một. Bạn chỉ đọc qua C1, C-S này nọ là câu gián tiếp rồi. Bây giờ gián tiếp thì rõ ràng đây là câu hỏi gì? Đây là câu hỏi có trợ động từ do đa đảo lên. Thì chúng ta phải biến do thành gì? Có ba đổi, đúng không? Khi mà câu trực tiếp biến thành câu gián tiếp thì chúng ta sẽ câu hỏi. Thì bản chất của một câu hỏi của câu gián tiếp vẫn là một câu kể, đúng không? Đúng không ạ? Câu kể của một câu hỏi, kể của một câu hỏi thì nó vẫn là câu hỏi, nhưng ở đây là câu hỏi có trợ động từ do, da, đất hoặc là to be đảo lên. Thì các bạn thay gì?
do, da, đức hoặc to be đảo lên bằng if. Ở trong câu này các bạn có câu trong ngoặc kép trực tiếp là do you have a camera? She asked. Thì các bạn sẽ nói là she asked hoặc she want to know cái gì đó tùy. Nhưng quan trọng cái vế do you have a camera các bạn phải đổi về dạng câu khẳng định và có to be trợ động từ do đảo lên để biến thành if. Do biến thành if và you ở đây chính là ai? Chính là tôi, đúng không? Cô ask không có trường người nào thì đây chính là hỏi chính mình. She asked if I have a, biến thành I gì? I have a camera. Như vậy ở ngay trong đầu tôi đã có câu đúng rồi. Bây giờ mình đi tìm câu đúng, đúng không? If I have a thì đã sai rồi, vì have a chưa đủ thời, vẫn là thể hiện đại đơn là sai. Một câu cần if I have thì câu này là đúng, đúng không? Thế bây giờ mình đọc tiếp những câu sau. She asked me whether. Thế cái whether là dùng khi nào? À, khi mà đằng câu này whether và if cũng được. Thế nhưng mà cái whether này thì làm sao? À, if và whether như nhau. Nhưng mà nếu trong câu có or not nhé, ví dụ như là if I had a camera or not thì bắt buộc các bạn phải dùng whether. Trước đây các bạn không dùng if được. Nhưng trong câu này người ta đảo đứt lên thì là sai, đúng không? Tôi vẫn phải đưa về dạng câu gì? Câu khẳng định có chủ vị nhưng phải giữ nguyên từ để hỏi là do biến thành if và if I had a camera đứt là sai. Whether lại đứt ai thì lại càng sai. Như vậy the correct answer is number B. She wanted to know if I had a camera. Được chưa? Rồi, câu 34 bạn làm đáp án gì nào? Rồi, các bạn có câu 34 là gì? Để ý cho cô từ last the exam, last 3 hours. Như vậy đây là gì? Cái bài kiểm tra này kéo dài trong 3 tiếng. Như vậy là gì? À, người ta viết lại là the, we finish the exam at 3 o'clock thì sai. Kéo dài 3 tiếng, từ 3 tiếng 6 tiếng cơ. À là 6 giờ cơ, đúng không? Chứ không phải là 3 giờ. Thì câu đấy là sai. Câu B có sai không? We had 3 hour exam. Đấy, exam nhưng mà lại một bài kiểm tra thì không có ở đây thì sai. Nha, cho các bạn sai. Mà lại đặc biệt sai ở đâu đây? Khi mà hour, 3 hours exam đứng trước exam thì cái 3 hour là số lượng thời gian thì nó đóng vai trò tính từ rồi. Thì lúc này chúng ta không được có SC nữa. Nhớ chưa? Nếu không có SC thì còn có khả năng đúng. Đấy, nhưng mà các bạn sẽ phải nói là we had a 3 hour exam. Nhớ nhá, công trước có học một lần bài kiểm tra dạng có cái số lượng từ trước danh từ rồi đúng không? Ví dụ các bạn sẽ nói là a 10 day trip đúng không? Thì cái a 10 day này không hề có SC. Còn nếu các bạn nói là gì ạ? 10 days, 10 ngày thôi thì cái day này là có SC. Nhưng khi các bạn nói là một cái chuyến đi 10 ngày thì là a 10 day không có SC ở chữ 10 day, nhớ chưa? Các bạn chỉ nói là I had hoặc I have a 10 day trip. Nhớ chưa? Khác với lại 10 days. Vì 10 day trip thì lúc này 10 day đóng vai trò như là một tính từ rồi. Được chưa? Rồi câu C. It was a 3 hour exam. Đúng rồi, 3 hour là thì đúng. Nhưng đây là một bài kiểm tra mà dài 3 tiếng. It was. Còn câu D là gì? It takes us. Mất của chúng tôi 3 tiếng để làm cái bài tập này. Thì giữa câu C và câu D các bạn chọn cái gì ạ? Bạn lưu ý nhá. Với câu D, với câu D thì sao ạ? Câu D mình có cấu trúc là gì? Đúng là cấu trúc của các bạn là it takes. Được chưa? It takes phải có với S. It takes somebody time to be không? Thì là đúng công thức. Nhưng trong cái câu này tại sao chúng ta không chọn được it takes time somebody ở đây? À, bởi vì takes ở đây các bạn có từ last là quá khứ đơn thì kéo xảy ra chưa? Xảy ra rồi thì người ta phải biến từ takes thành từ thúc cơ. Cho nên câu này phải sai. Được chưa? Như vậy đối với lại này là chính người ta thứ nhất là không để đánh lừa mình là chuyển sang dạng mất bao lâu của tôi để làm gì. Nhưng còn một cái dạng cô vừa viết ở đây thì sao? Các bạn không quan tâm à? Đúng không? Một cái chuyến đi gì 10 ngày thì bạn nói là a 10 day trip. Thì 10 day không có gì thì đây rõ ràng một cái bài kiểm tra dài 3 tiếng thì bạn nói là gì? A 3 hour và lúc này hour không có SC mới là đúng nhá. Hour exams. Bởi vì lúc này 3 hours đóng vai trò như một tính từ thì 3 hour exam này không còn SC hours nữa. Còn nếu như các bạn nói là cái tôi có 3 tiếng để làm bài tập thì bạn nói là 3 hours thì lúc này là 3 tiếng thì các bạn có 3 hours đứng một mình không thì có SC là 3 hours, nhớ chưa? Như vậy câu đáp án đúng của các bạn đây là gì? It was a 3 hour exam. Được chưa ạ? Rồi đáp án của các bạn là câu C. Rồi tiếp theo đi ạ. Các bạn nhìn câu 35 nhá. They are watering the flowers in the garden. Tức là đây là chủ động là họ đang tưới nước cho hoa. Như vậy mà các bạn thấy ở nước qua đây nếu như các bạn đưa the flower lên đầu thì nhớ ngay câu bị động. Câu bị động này là câu bị động của hiện tại tiếp diễn, đúng không? Thì bạn nhớ ngay ra bị động của hiện tại tiếp diễn là bắt buộc phải có chủ ngữ cộng
to be rồi cộng being rồi mới động từ phân từ hai ở đây. Động từ phân từ hai đây là gì? Water, thành thêm ed vào thôi. Được chưa? Bây giờ bạn tìm xem nào. Câu nào đúng với công thức này? The flowers as gì đây, đúng không? Thì các bạn sẽ chọn to be là being water in the garden rồi. Câu này chưa thấy lỗi nào sai. Tôi tạm thời để đây. Đấy, còn những câu sau tôi xem tại sao nó sai. Câu B tại sao sai ạ? We need some water. Chúng tôi có phải là cần nước và hoa không? Không. Sai hoàn toàn về nghĩa. Câu C, there are some water on the flower. Mình đang tưới nước chứ không phải là có một vài nước ở trên những bông hoa. Được chưa? Not correct. Câu D tại sao sai? We are putting, chúng tôi không phải đặt bông hoa vào nước đâu. Như vậy hoàn toàn sai về nghĩa. Rồi, the correct answer is number A. The flowers are being watered in the garden. Tiếp đi, câu 36 nào. Câu 36 là gì đây ạ? Câu 36 các bạn có là câu 36, unlike her friends, không giống như những người bạn của cô ấy. Jane thì thích một cuộc sống độc lập, dependent là phụ thuộc, còn independent là độc lập. Như vậy là gì? Không giống là không giống là she, ở đây người ta viết lại là Jane doesn't like her friend. Có đúng không? Không, cô không thích bạn cô đâu. Cô không giống bạn cô ấy, là bởi vì cô có cuộc sống độc lập chứ phải không thích. Câu A là sai, incorrect, được chưa? Rồi tiếp tục, câu B đi. Her friends live in an independent. Alo. Chọn number A. They didn't get good seats because they arrived too late. Được chưa? Khi họ đến thì giờ ghế đã gì? Không còn nữa. Câu tiếp theo các bạn chọn gì ạ? Keeping calm is the secret of passing the driving test. Giữ được bình tĩnh là một cái gì ạ? Bí mật để có thể, hoặc là một cái cách, đúng không? Là một cái cách, một cái bí mật để có thể vượt qua được cái bài kiểm tra về driving test, lái xe. Như vậy là gì ạ? Keep calm or you will pass the exam thì không được. Nếu như người ta biến will thành won thì được. Một là giữ bình tĩnh, hai là bạn sẽ trượt thì được, đúng không? Vì hoặc là bạn giữ bình tĩnh, hoặc là bạn sẽ bị trượt. Cũng như nếu như bạn giữ bình tĩnh thì bạn sẽ đỗ. Thì câu này sai, chữ là will pass là sai. Câu B tại sao? Câu B, as long as. Ngay khi miễn là đấy, as long as, các bạn ghi đi ạ, nhiều bạn này sẽ không phân biệt ở giữa as long as với as soon as. As long as là gì? Miễn là. Còn as long as soon as là ngay khi, vừa mới. Thì ở đây as long as là miễn là bạn giữ bình tĩnh thì bạn sẽ vượt qua. Câu này cảm giác nghĩa đúng so với đề bài. Chúng ta tạm thời để đây. Trừ khi bạn giữ bình tĩnh, bạn sẽ vượt qua kỳ thi thì không được. Mà nếu như đã có thực kỳ, trừ khi là bằng if not, thì các mình phải dịch câu này là gì? Mình dịch cô đã nói, nếu như với cái câu if unless thì các mình phải dịch về kết quả trước là bạn sẽ vượt qua kỳ thi, đúng không? Trừ khi bạn giữ được bình tĩnh à? Có đúng không nhỉ? Không, chỗ này bạn phải nói là gì? Bạn sẽ không vượt qua kỳ thi trừ khi bạn giữ được bình tĩnh, đúng không? Có nghĩa là ví dụ mẹ bạn nói là mẹ sẽ không cho con đi chơi trừ khi con được điểm 10, hoặc mẹ sẽ không cho con đi chơi trừ khi con làm bài xong bài tập. Thì chỗ này là nếu mà won thì mới đúng nhá. Cho nên will thì sẽ là sai. Đấy, cái này là thuộc về nghĩa thôi, phải suy luận từ tiếng Việt ra thôi, đúng không? Trừ khi mà, tức là bạn sẽ trượt trừ khi bạn giữ bình tĩnh. Nghĩa là nếu bạn giữ bình tĩnh thì bạn sẽ không trượt, hoặc nếu bạn không giữ bình tĩnh thì bạn sẽ trượt. Đấy, thì cái đấy là unless chọn ghi vào. Cái này nó sai là vì cấu trúc unless là bằng gì? If not thì các bạn phải dịch ra. Mà để dịch if not cho nó thuận tiếng Việt mà các bạn hiểu được thì các bạn dịch ở cái vế này trước, cái vế đuôi trước, nhớ nhá. Là bạn sẽ vượt qua kỳ thi trừ khi bạn giữ bình tĩnh thì không được. Phải là bạn sẽ không vượt qua kỳ thi trừ khi bạn giữ bình tĩnh. Thì cũng như là khi bạn giữ bình tĩnh thì bạn sẽ đỗ. Nha, câu D. Câu D là gì? Pass the driving test is without. Tức là gì ạ? Vượt qua kỳ thi mà không cần giữ bình tĩnh thì câu này sai, toàn sai về nghĩa thôi. Con hiểu ý cô không ạ? Như vậy con chọn đáp án B. Hai bạn có hiểu được cái phần câu 38 hay không? Bạn 39 nào? Khánh Ngọc chọn đi. Cái này có so sánh hơn nè, easy than này. Như sao đây ạ? Match để ý nhá. Hôm trước có một bài sửa lỗi sai là người ta dùng many,
easy hoặc many better than thì các bạn không biết, các bạn không sửa lỗi từ much đúng không? Many phải sửa thành much như đây các bạn thấy không? So sánh tính từ nhưng mà dễ hơn nhiều thì ta dùng từ much và easy dơ ra so sánh hơn của tính từ. Thôi làm đi, chọn cái gì nào? À. Nói cả câu xem nào, A cái gì? Chán nhỉ? Easy mà chả có gian thì làm sao mà cấu thành được so sánh hơn ở Khánh Ngọc? Ta cứ làm sai liên thiên thế. Hả? Chả thấy liên quan gì mà chọn câu A làm sao mà đồng nghĩa được? Hả? Có bị làm sao hay không tập trung trong lớp à? Bài kiểm tra này dễ hơn nhiều so với anh cái gì? Mong chờ cái câu nào câu A có cái gì mà liên quan đến đâu mà chọn? Dễ hơn nhiều khi mà anh ấy kết thúc bài à? Chả liên quan mà bảo đồng nghĩa cái gì? Sai to, sai quét ra để chọn cái gì? Chọn lại xem nào? Con chọn bạn D ạ. Nhìn tha lên thiên. Câu này mà cũng chọn được thì mới đi thi kiểu gì? Thì không đi thi à? Câu D của em là gì? He had expected. Anh ấy đã mong chờ rằng bài kiểm tra dễ. Liên thiên, câu này lại liên thiên nữa rồi. Em phân biệt đây là so sánh hơn thì đương nhiên người ta sẽ viết lại ở một dạng so sánh hơn. Hiểu không? Thường là như thế. Mà em phải hiểu về cái tiếng Việt chứng tỏ là em tư duy tiếng Việt cũng kém chứ không phải mỗi tiếng Anh đâu. Bài kiểm tra này dễ hơn nhiều so với anh ấy nghĩ. Đúng không? So với anh ấy tưởng tượng, nào anh ấy mong chờ. Tức là gì? Anh nghĩ là bài khó nhưng thực tế bài kiểm tra lại dễ hơn. Thế nếu em chọn câu D thì liên quan cái gì? Anh ấy đã mong chờ rằng bài kiểm tra dễ đâu phải. Anh có mong chờ bài kiểm tra dễ đâu mà thực tế là bài kiểm tra đã dễ hơn là anh nghĩ mà. Giống như em đi thi về câu hỏi có làm được bài không? Em bảo bài dễ gọi, bài dễ hơn là em tưởng. Chứ nghĩa là bản thân em tưởng nó sẽ nó khó một chút. Đúng không? Nhưng mà thực tế thì em làm vèo vèo thì có nghĩa là làm dễ hơn như em tưởng. Thế câu D có liên quan gì đâu? Câu D là gì? Anh ấy mong chờ bài dễ, anh mong chờ dễ đâu? Chọn lại xem nào. Con chọn là C. 3 lần còn không đúng nữa. Sao lại chọn C Khánh Ngọc? Sao vậy? So sánh hơn kém thì phải viết lại bằng một câu so sánh hơn kém tương tự chứ. Em chọn câu C thì là gì? It possible là gì? Có khả năng cho anh ấy để biểu diễn bài làm tốt à? Đây có phải là viết lại câu theo kiểu cách viết lại câu cho đồng nghĩa đâu. Có cái gì trong này để nói rằng anh ấy perform là perform là gì? Là làm bài cơ mà, đấy là cô bảo em là ý là hình dung ra là khi nào em nói cái câu là bài dễ hơn là em tưởng là khi em làm bài tốt, chứ không phải là em chuyển qua cái câu này thành làm bài tốt đâu. Hôm nay Cái Ngọc làm sao vậy hả Cái Ngọc? Không hiểu gì về viết lại câu à? Đây đây, trong bài là gì? Easier than, dễ hơn là anh ấy tưởng thì có nghĩa là anh ấy không nhận, không thấy rằng bài khó như là anh ấy nghĩ chứ. Đúng không? Dễ hơn anh ấy tưởng có nghĩa là bản chất anh ấy nghĩ nó khó nhưng thực tế nó không khó như anh ấy nghĩ. Thì có nghĩa nó dễ hơn chứ còn gì. Sao lại thành làm đúng với lại làm trước khi anh kết thúc với lại anh ấy đã mong chờ bài dễ hơn là như thế nào? Em không hiểu viết lại câu là như thế nào à? Viết lại câu theo nghĩa không đổi thì ít nhất người ta phải dùng những cấu trúc tương đương. Những cái phần đề em sẽ chọn A, B, D là chẳng có cái gì tương đương cấu trúc ở đây cả. Đúng không? Mà thường so sánh hơn thì người ta sẽ viết lại bằng một cái cấu trúc so sánh không bằng. Học mãi thôi còn gì? Đọc câu B đi xem nào. Dịch câu này thế nào? Anh ấy nghĩ cho rằng cho rằng đâu, em không dịch phủ định à? Đứt đừng phai cơ mà. Phai là tìm, là nhận thấy, còn đứt đừng phai là không nhận thấy. Anh ấy không nhận thấy cái bài kiểm tra này khó như là khó bằng như là anh ấy nghĩ. Đúng không? Thế thực tế là thì bài này có khó không? Thì không khó. Không khó như anh nghĩ thì có nghĩa là dễ hơn anh ấy tưởng còn gì nữa. Thế giống như là anh ấy, cô này cô ấy cao hơn anh đấy thì ra anh ấy không cao bằng chứ còn gì nữa. Đúng không? Thế em còn muốn bài người ta cho thế nào nữa? Mà sao lại chọn về chọn 3 lần thì toàn vào 3 câu sai ấy, thì mỗi câu cuối cùng đúng thì lại không chọn. Hả? Học cái kiểu này thì học kiểu gì? Đọc lại cả câu đề của câu chữ là thế nào? Hiểu chưa? Câu B là cấu trúc so sánh gì? So sánh bằng.
nhớ nhá, không bao giờ người ta cho một câu ớt ớt ơ mà không thuộc vào cấu trúc đâu. Mình nhìn thấy so sánh hơn, chẳng qua là cô hỏi các em xem cái hiểu bài hay không thôi, cô mới hỏi kỹ đấy. Còn khi nhìn mình lướt nhanh nhìn thấy à so sánh hơn như này, một là phải biến đổi, ví dụ anh ấy cao hơn tôi, GTA tôi thấp hơn anh ấy, một là so sánh cao thành so sánh thấp, tức là hơn thì biến thành kém, hoặc là biến thành con so sánh không bằng. Cô này cô xinh hơn cô kia thì suy ra cô này không xinh bằng, đúng không? Tôi đến muộn hơn anh ấy, cho nên là tôi đến muộn hơn anh ấy, có nghĩa là anh ấy đến sớm hơn tôi, hoặc là cô ấy đến không muộn bằng tôi. Em hiểu không? Hiểu cái này chưa? Học ma người ta cho là gì? Cái xe này đắt hơn cái xe, cái nhà của tôi đắt hơn nhà của anh ấy, thì suy ra em dùng cấu trúc là một là rẻ hơn thành cheaper, expensive thành cheaper, hoặc người ta sẽ viết so sánh không bằng, mà thường là người ta sẽ hỏi so sánh không bằng để đỡ bị tính tiêu cực. Ví dụ cô này cô Lan xinh hơn cô Hoa thì không có nghĩa là cô Hoa xấu hơn, vì hai cô đều xinh thì sao, nhưng người ta sẽ chỉ nói là không xinh bằng, đúng không? Là isn't as beautiful as thôi, chứ người ta không dùng xấu hơn, bởi vì xấu thì mang cái tiêu cực quá. Vì là cả hai cô, một hoa hậu một á hậu, thì làm gì có cô nào là xấu mà dùng từ ugly thành uglier, mà phải dùng là gì, isn't as beautiful as, đúng không? Nhà bạn và nhà tôi đều đắt tiền, nhưng mà nhà bạn đắt tiền hơn nhà tôi chứ không phải nhà tôi rẻ. Cho nên là dụ bạn người ta không cho e cũng được thì mình viết thành cheaper, nhưng đây là thường người ta sẽ cho so sánh hơn thành so sánh bằng, và phủ định để thành không bằng. Không bằng thì có nghĩa là kém đấy. Học ba cái này rồi mà hôm nay sai là cô bất ngờ quá đấy nha. Học cái này là càng về cuối là càng đuối đây này, nhưng mà càng về cuối mà lại về đích mà lại còn hơn đâu. Tí là ngồi tại lớp này, ngồi tại Zoom mày làm cho cô một cái đề nữa và nộp lại cho cô để xem là tự mình làm nên được bao nhiêu điểm. Nào làm tiếp câu 40 xem nào, ghi lại đi, ghi lại công thức so sánh hơn cho cả hai bạn xem nào. Chủ ngữ này đương nhiên so sánh hơn hoặc so sánh kém, tôi cao hơn bạn cũng có nghĩa là bạn thấp hơn tôi thì đấy chính là kém, cao hơn thì chính là cao hơn, thì SE 1 có nghĩa là chủ ngữ 1 đó là so sánh hơn. Về học lại công thức so sánh hơn kém đi nhá, cái bạn bạn Khánh Ngọc kia kìa, càng học càng quên đúng không? Chủ ngữ thứ hai ở đây, hai chủ ngữ so sánh với nhau, nếu là tính từ dài thì thêm more đằng trước, tính từ ngắn thêm đuôi R adjective, thêm đuôi R cho tính từ ngắn, cô gộp cả hai công thức vào, còn tính từ dài thêm more đằng trước adjective. Còn học lại chi tiết thì tự có thời gian học đi, không ai còn thời gian dạy lại các em ở đâu. Các em học toàn là học thì nhiều quên, cũng nhiều không kém ấy, thì ai dạy lại được bao giờ, dạy lại được đến đâu nữa. Dạy kỹ như vậy rồi mà hôm nay học thì lại như mới thì là thế nào. Để còn toàn chọn cái câu vớ câu vẩn để chọn, chả theo một cái công thức nào cả, mà tự nhiên để chọn. Để so sánh hơn, so sánh bằng thì có chủ ngữ gì, so sánh bằng thì vẫn là cái gì bằng cái gì, thì phải có hai chủ ngữ hai bên, phải có chủ ngữ một to be, xong đến as adjective, xong đến e chủ ngữ hai, đúng không? Thường người ta hay viết lại so sánh bằng, cô nói luôn đấy mà để ý vào mà làm bài. Còn so sánh nhất thì chỉ có một chủ ngữ thôi, nên chúng ta chỉ có một chủ ngữ đầu thì phải có to be. So sánh nhất thì phải có mạo từ the, bởi vì nó duy nhất thì nó phải xác định nên phải có the. Đấy, the thì nó tính từ ngắn thì đuổi biến đổi adjective đuôi r thành đuôi est, viết tắt vào, gộp lại công thức thôi mà học. More thì thành the gì, the most, xong mới đến adjective tính từ. Thế còn có gian không? Không có gian, bên này có gian nhá, more gian, r gian, còn e thôi này. Most thay vì gian thì là nhất trong cái nhóm nào đó, in ở một cái cụm danh từ nào đó. Cái này mà còn quên được nữa thì chán lắm đấy nhá. Về ôn lại ngay đi, đừng có học dàn trải nữa, gấp tiếng Anh vào, phải ôn lại tiếng Anh, ngồi mà ngẫm lại những cái bài kiến thức hôm nay mà cảm thấy chưa chắc chắn đi, chứ không đi thi không được nổi 7 điểm đâu. Với cái kiểu học trước quên sau như này là mệt lắm. Học như thế thôi mà quên thì còn chịu luôn ấy. Không thể em mà học cô mà em không nhớ được, không học cô thầy cô nào có thể giúp được các em nữa. Đang so sánh hơn mà lại không biết là so sánh thành so sánh không bằng nữa thì thôi, chứ còn gì nữa, còn ai dạy được cái gì nữa. Học có nhớ bài đâu. To be the này, is it the most này, ghi vào in on of đây. Nào bây giờ trước khi là sang câu đây là câu 40 làm nốt xem nào. For, five year là lượng từ, khi có for thì rõ ràng trong câu này dùng hiện tại hoàn thành. Xem người ta dùng hiện tại hoàn thành chưa. Đây hiện tại hoàn thành to đùng đây. Nhìn nhớ công thức mà khi có have và been for thì rõ ràng người ta sẽ viết lại thành gì? À, hai người này đã cưới nhau được 5 năm, có nghĩa là họ đã cưới nhau cách đây gì? 5 năm, đúng không? Cách đây 5 năm hoặc là đã 5 năm rồi kể từ ngày họ cưới nhau.
kiểu như thế thì mình phải huy động lại kiến thức đi, nhìn kỹ lại xem nó thuộc cái gì nào. Biết được chưa? Biết được cấu trúc so sánh hơn kém hay chưa? Biết lại thành không bằng chưa? Mà còn cứ làm lơ ngơ lăng ngang như vậy. Thôi tiếp đi xem nào. Vậy các bạn sẽ chọn câu này là ở dạng gì? It is 10 years since I graduated university. Viết lại sẽ thành gì ạ? Nào đọc lên nào. Nhớ nhá, cái câu này là cái câu mà nhiều bạn sai chứ không chỉ một mình đâu. Mà bạn sai thì mình mất điểm thôi, còn những người nhớ thì người ta được 9 10 điểm. Sai thì mất điểm chứ còn không có nói năng được cái gì cả. Cách viết lại với cấu trúc it is 10 years là bây giờ là 15, since thì cái sau since này có phải dùng mốc thời gian chứ nhiều bạn lại dùng since thì cứ tưởng cứ có since hiện tại hoàn thành, không phải. Since bản chất nó là phải là trạng từ thì cái vế trạng từ của nó vẫn phải là quá khứ đơn vì nó là mốc thời gian. Nhớ chưa? Since I graduated the university thì chỗ này các bạn sẽ phải viết lại gì? À tôi đã ra trường được 10 năm rồi. Thì bằng với đã 10 năm rồi kể từ ngày tôi tốt nghiệp thì sẽ viết lại là gì? À I have graduated the university for 10 years. Tương tự như vậy, trong câu đề của các bạn là gì? John and Mary have been married for 5 years. Đây là người ta viết của thời hiện tại hoàn thành. Thì các bạn phải dùng cấu trúc viết lại là gì? It is 5 years since John and Mary got married. Thì got married là quá khứ, đúng chưa? Thì cái vế này nó trường hợp đặc biệt hơn là các bạn không nhìn thấy hiện tại hoàn thành ở đây. Vì thông thường các bạn sẽ nói là gì? À, I have been tôi đã học tiếng Anh được 5 năm kể từ ngày tôi đã học tiếng Anh kể từ lúc tôi 5 tuổi thì các bạn sẽ viết là gì? À I have learned English since I was 10 years, đúng không? Thì lúc đấy các bạn sẽ nhìn thấy là gì? Vế sin của các bạn là quá khứ đơn là I was 10 years, từ lúc 10 tuổi tôi đã học tiếng Anh. Thì từ lúc 10 tuổi cho đến nay học tiếng Anh thì các bạn phải dùng là have learned là hiện tại hoàn thành. Nhưng vế sin là vế trạng ngữ các bạn vẫn bắt buộc phải dùng thời quá khứ vì nó là gì? Mốc thời gian. Nhớ chưa? Nhưng khi có xin thì các bạn dùng cả cái mệnh đề xin đầy đủ chủ vị. Đấy, cái mệnh đề đó là hiện tại hoàn thành. I have learned English since I was 10 years. Khác với việc là gì? Đã 10 năm rồi kể từ ngày tôi học tiếng Anh thì lại khác nhé. Là it is 10 years since I learned or I started to learn English. Nhớ chưa? Rồi, như vậy câu 40 các bạn chọn. It is 5 years since John and Mary got married. Rồi, bây giờ tương tự như vậy các bạn lên trên này. Bây giờ cô cho một số cái mà các bạn viết lại cấu trúc này để nhớ lại cái phần viết lại so sánh hơn kém một chút xem nào. Ví dụ các bạn sẽ nói là gì ạ? Hoa đi. Is taller than Linh. Bây giờ viết lại thành cái gì nào? Linh gì? Linh gì? Nói to lên. Linh is not as tall as her. Rồi. Linh isn't. Phải dùng cấu trúc bằng e to. Đúng không? As Hoa. Rồi. Nhớ nhá, chứ không phải là các bạn cứ đi tìm là Hoa is taller than Linh mà các bạn cứ tìm shorter đâu. Shorter thì cũng được, nhưng mà trong đề thi thì ít khi người ta dùng mang từ ngược nghĩa vì nó sẽ không tích cực. Bạn Hoa cao, bạn Linh nhưng không có nghĩa là bạn Linh là người thấp. Ví dụ một bạn cao 1m65, một bạn cao 1m7 thì cả hai bạn thực tế là đều cao, nhưng một bạn cao thì có một bạn sẽ cao hơn. Thì người ta nói Hoa is taller than Linh và bạn Linh sẽ không cao bằng. Và thường người ta sẽ dùng cấu trúc không bằng để nói là mang cách ý nhị trong vấn đề so sánh thôi. Thì mình sẽ dùng là gì? Linh isn't as tall as Hoa. Dùng cấu trúc bằng nhưng mà phủ định thì sẽ thành không bằng. Đấy, tương tự người ta còn có một cái cách ví dụ như vừa rồi các bạn học ấy. Đó là dạng gì? À cái bài này khó hơn là anh ấy tưởng. Thì phải là gì? The exam was much easier. À đúng, was much easier than he had expected. Có nghĩa là bài kiểm tra này dễ hơn nhiều so với những gì anh ấy gì? Anh ấy tưởng, đúng không? Do anh nghĩ, thì đương nhiên bài này không khó như là anh nghĩ thôi. Bản chất là không khó thì có nghĩa là không khó bằng. Thì các bạn sẽ dùng cấu trúc bằng. Thì mình sẽ chọn là gì? He didn't find the exam as difficult as he had thought. Như vậy thay vì các bạn dùng to be thì đây là didn't find. Nhưng mà các bạn là người ta đánh lừa các bạn vì đây nó có động từ find. Vì động từ find là giống như một số các động từ đằng sau nó dùng được tính từ, đúng không Khánh Ngọc? Find, look, đúng không? Get, become thì sau đó động từ này không dùng trạng từ, dùng được so sánh tính từ luôn. Cho nên mình dùng find something adjective. Nhận thấy cái gì làm sao? Thì ở đây chúng ta sẽ có là gì? He didn't find. Nhận thấy bắt đầu mình so sánh. Đúng không? So sánh bằng nhưng đây là không bằng, cũng là không khó bằng. Thì là giữa exam as difficult as he had thought. Trước đấy người ta dùng phủ định rồi, didn't find. Nhớ nhá, bài này không được làm sai nữa đâu. Rồi, bây giờ các bạn, tôi vẫn gửi cho bạn một cái đề tiếp theo. Cho hai bạn làm trong vòng cái đề này, các bạn chỉ làm luyện tập trong 45 phút thôi. Đây là 4 giờ coi như 5 rưỡi các bạn gửi bài. Được chưa?
đề 10 số, bây giờ đang chọn đề 10 mấy, 13, cô chọn gửi đề 13.